Sữa cho em ăn nhá. Sữa cho em nhá. Đây em mẹ mình ở cuối cùng rồi, cho trời, trời ở đây đây. Đây. Mồm nha. À đây của em đây. Đây. Ừ, không ăn nữa, không ăn, nằm đây chơi nha. Đây rồi. Nằm đây chơi thì bác làm nha.
đây chơi. Đây chơi, đây chơi. À đây của nó. À. Ok. Em ăn đi, em ăn đi bé nhé. Dễ ngon quá. Dễ ngon chứ. Trời ơi. Nha. Ôi xong rồi. Đi đi. Đi thôi, đã xong rồi. Nào. Có ai nhà không vợ? Có ai nhà không vợ? Có ai nhà không vợ?
sơ sài quá, này làm sao mà ở được, đêm thì lại mùa đông. Không lấy một cân thôi à? Ừ, xế rồi. Bà lấy này thế à bà? Quá đem đốt đi.
củ đào củ nào ngon gì củ to ngon bà ơi cháu lấy 10.000 này rồi ba trả tiền hai ui bảo một nghìn một tấn à lai 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 tuổi con mẹ này khách về khách về khách về cho khuyên khoai đi khuyên măng mua của ai đây bố? Hả? Măng mua của ai cả? Cháu. Ba nó đang mua 5.000 cân măng. Đâu đưa tao quả? Đâu mày? Nha. Ừ. Ừ. Cái này là ừ. Thêm cái 7 nạ các bạn ạ.
trong vườn nhà tôi đấy. Ờ. Em à, anh nhận ra ai nhà? Anh là ai? Ờ, anh đây, anh là... Im rồi! Im rồi! Im rồi! Im rồi! Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi! Anh đến lâu chưa? À, anh đến lâu rồi. Anh còn cốt cho em hai lúng rau đây này. Dạo này anh có khỏe không ạ? Dạo này anh khỏe. Thế bây giờ anh nghỉ tay vào uống bát nước đã. Ờ, thế nhá, thế nghỉ tí nhỉ. Dạ. Trời cũng nãy vừa mưa xong đấy. Thế anh vào nghỉ uống bát nước đã. Anh cho vô rau luôn nhá. Ơ mà con cú này như thế nào ấy nhỉ? À, hôm trước là em đi chợ về qua đường em nhặt được nó ở đường. Thế xem có cái gì không, rau gì không thì anh ra anh quậy nó cho. Anh ơi, anh có hai gói rau anh trồng đỡ em đi nhá. À, em tranh thủ anh vào mình nấu cơm. Rau gì, rau cải. Có cần anh trong cún rau không? Dạ thôi anh ra giúp chồng em đỡ rau em bảo nộp cơ. Nha.
ơi, cái này giúp đỡ gì không? Anh ơi, vào ăn cơm anh ơi. Đi về ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Đến nha. Chị ăn cơm chơi. Đi. Ăn cơm chơi. Ra thùng mé này mẹ. Để ăn cơm nha. Thank you.
Anh đi. Anh vào đi. Anh đi anh ơi. Ngon quá. Ngon quá em ạ. Ngon quá. Em gắp cho anh xin này. Anh xin nha. Nào, em bé nào. Hai anh em chồng lớn nha. Hai anh em chồng lớn nha. Hiểu thế anh nhỉ. Nào.